mà chưa gặp con nào khủng lồ quá chứ, chỉ gặp mấy con nhỏ nhỏ thế này nè. Mày chạy đi đâu? Ủa, là con mèo hay là con chuột ta? Cô chú anh chị coi nè, cái dấu của ướt nhẹp à. Ôi trời, cái hang khổng lồ, cái hang nè, nó tha ba cây nhang lại đây luôn nè. Con này chắc dính bộ nó cũng khá là lâu rồi đó. Dữa cũng được nha, cũng bự á. Xin chào cô chú anh chị, thì đêm nay Vũ sẽ làm một cái video thử thách. Vũ sẽ ở cạnh bên ngôi mộ đất cho đến đêm khuya. Thì nói chung á, để thực hiện những cái video như thế này chỉ ngồi bên cạnh ngôi mộ không thì cũng không có cái gì để hấp dẫn để xem. Trong khi đó Vũ có đem theo một số câu để mình vừa đi khám phá và vừa đi săn bắt, rồi lại mình làm một cái thử thách luôn, cho video mình nó phong phú, đa dạng hơn. Thì hy vọng là tối đêm nay sẽ có cái gì đó để mình cùng thưởng thức ha. Vũ có đem theo cái ba lô thì trong đây đủ đồ nghề hết trơn, như là máy quay đồ thôi. Bây giờ chắc Vũ sẽ đi khám phá trước. Như cô chú anh chị thấy thì ở đây là cái gò má đất. Hôm trước Vũ có nướng cá đây nè. Rồi nếu mà đêm đó mà Vũ nướng cá Vũ để đây mà không gặp con chó Vũ ha, là chắc đêm đó là Vũ té đáy trong quần thiệt chứ không phải giỡn đâu. Vừa nướng cá để đây xong đi cắm cái cần câu quay lại cái mắt tiêu con cá. Một hồi biết là con chó Vũ nó ăn ha. Thì tối nay Vũ sẽ ở bên đây, ở cạnh ngôi mộ này đấy. Hồi nãy giờ thì Vũ cũng quên giới thiệu, thì để thực hiện được cái video này á, là đêm qua Vũ đã soi được mới nhái con rồi nè, nhái cơm á, để mình đi cắm đêm nay thôi. Ở đây có mấy con mương cắm ngon lắm. Có một con cá nó vừa táp bên bụi con súng. Mấy cái đầu mương này thì cắm mồi nhái lý tưởng. Giờ này mà mấy con chim tôi hú rồi nó kêu ghê. Tối một chút nữa cú mèo nó kêu mới ghê nữa. Thì ở đây có ngôi mộ của một đứa em bé nè. Đây có cái núm lên không à. Ở khu vực này á, Vũ thường thấy người ta đi đến đây để cầu số. Đây, mấy con này chắc con của con ếch quá, nồng nọc của ếch á, nó lội kìa. Mấy cái đầu mương này ngon, tối nay chắc chắn là sẽ có cá ăn mà. Có rất là nhiều cô chú anh chị bảo Vũ á là đi khám phá về ban đêm, thì hôm nay chắc hẳn cô chú anh chị hỏi Vũ là tại sao không rủ thêm anh em để đi khám phá, với lại mình đi cắm câu vừa ban đêm như thế này nè, thì sao không rủ anh em đi theo chung cho nó đỡ sợ. Thì nếu mà mình đi khám phá mà đi nhiều người á, thì không còn gọi là mình đi khám phá đâu cô chú anh chị, mình phải đi một mình. Với lại Vũ muốn thử cái sức của mình, cái độ sợ của mình coi nó đến đâu.
Thì đêm nay Vũ thấy là có khá là nhiều chuyện để mình khám phá vào đêm nay luôn. Thứ nhất là câu thì mình cũng cắm hồi nãy giờ được một mớ. Cái thứ hai nữa là khu này đặc biệt là mộ rất là nhiều luôn. Thì Vũ không biết là tối đêm nay nó có xảy ra những hiện tượng như là những tiếng động lạ hay là những tiếng kêu lạ như những cái video trước hay không. Thì Vũ không có biết. Để tối đêm nay mình sẽ đi khám phá, rồi sẽ quay lại và ghi hình chia sẻ lên cho cô chú anh chị xem ha. Cắm câu xong á thì trời cũng tối hù rồi. Bây giờ chắc có thể là Vũ sẽ đi vòng vòng mình khám phá coi có soi được con gì không nha. Sẵn đi ngang mấy cây câu này thì coi nó coi. Trời ơi, còn nhái còn y thinh luôn. Mấy cái mương bèo bèo cái này có cá lóc có phải sao ta? Chắc nó chưa đi ăn á. Thấy được con nhái nè. Nhái này bắt ngồi mình máng ngồi câu. Đó nó ngồi kìa. Mày ngồi mày. Cái này không có cá là bắt về ăn được luôn á. Nhái cơm này ha. Con này mà xào ăn bá cháy. Ê ê ê ê. Nhảy nha mày. Nhảy nha mày, có bộ nhái nhiều dữ ta. Nhái cơm không à? Cái vườn này nhái cơm nhiều quá. Chắc do bên đồng bên kia có anh em người ta túc ếch bển á. Cho nên là nó ra nè. Không thấy ếch à. Ê, hình như dính con ếch thiệt rồi. Con gì mà lôi vô bờ vậy? Cá lóc, cá lóc. Con đầu tiên. Biết ngay mấy cái đầu mương này phải lụm thôi. Đó. Đó. Thề nghe. Nhỏ. Rồi. Xế luôn rồi. Ê, còn. Cũng được đó chứ. Thôi rồi, cắn con nhái. Con này chắc mới cắn luôn á. Con đầu tiên. Cái câu máng toàn máng mắt không. Ngồi máng lại. Ê ê ê, nhảy ra. Nhảy ra không mày? Con đầu tiên rồi đó. Câu này thì Vũ quen cắm con nhái máng ở trên cái mỏ rồi. Có người ta máng ở chân bắp đùi á. Máng chân bắp đùi này nè. Dế mà lội bị ngợp quá là dính cá chê luôn. Cái đọt câu đứng sững rồi. Cái mương này ngon ghê không? Có là có cá lóc nái không á chứ. Nhái còn sống ha. Cần câu rồi trời. Hình như là mất tiêu cần câu rồi. Hình như là lúc đọt câu rồi. Đây có ngôi mộ nè. Vũ không có nói nhiều về vấn đề đó nha. Ây da trời ơi, nó gì. Rồi gần này sảy rồi. Vũ biết ngay mà. Ủa dữ vậy ta. Thôi thôi quắn. Quắn một nồi luôn rồi trời. Tức ơi là tức. Chút nữa ra kia thì Vũ sẽ nói sâu về hơn. Những cái khu vực này á, mã đất còn rất là nhiều luôn. Toàn là Vũ thấy ở đâu đây là mã đất không. Rồi câu không dính luôn. Nhái ngồi thảnh thơi quá vậy.
không nhảy nhịp nhịp chân sau cá thấy được ăn. Lùm lú gì không? Ở đây vốn sợ gì hết trơn. Sợ là mấy con gắn ban đêm ban hôm thôi. Quá trời um tùm. Bờ mà không có đường đi luôn, cỏ nó mọc ngang ngực luôn á. Chiều lội qua đây cắm được có con cần một. Trời ơi. Rồi con gì cắn nhái chết luôn rồi. Kệ đi, để cắm cá chê luôn. Có cá chê nào ra đây quất không? Không có đường đi luôn. Chuối không à? Hôm bữa thì Vũ có nướng hai cá lóc dưới cúng rồi. Thì ông bà ở đó cũng phù hộ cho Vũ. Đêm đó cá nhiều lắm. Đêm nay con này đầu tiên Vũ sẽ nướng luôn. Mới bứt được mớ lá dừa. Ở đây thì nhái bầu ếch tụi nó kêu tùm lum hết trơn. Không biết là có dính nhiều hay không. Nhưng mà thành quả đầu tiên thì thôi. Mình làm mình cúng cái gì. Trước tiên là vậy đi. Hiện tại thì Vũ mới đi bứt thêm một mớ lá dừa nữa nha. Do là cái phần đầu dưới đây thì nó chín rồi nè. Tạo ra gì lại chín rồi đó. Còn ở trên cái đuôi này thì chưa chín hung. Nào mình cạo ra được á, nó ăn mới ngon. Hồi nãy thì Vũ nướng chỗ kia nha, chứ không nướng cặp bên ngôi mộ này được. Tại vì đây có lá tre đỏ, cô chú anh chị coi nè. Lỡ như nó cháy lan là mình chữa không có kịp đâu. Thì bây giờ 9 giờ đúng rồi. Đó, 21 giờ đêm. Thì bây giờ vẫn còn rất sớm luôn. Để Vũ thắp nhang ha. Hôm bữa Vũ cúng xong thì trúng mánh dữ dằn luôn. Cá dính lia lịa. Mà cúng chưa kịp ăn, không biết ông bà ở đây có trứng chưa nữa mà con chó Vũ có thịt trước rồi. Cúng xong rồi Vũ để Vũ dọn ra. Thì cô chú anh chị có dặn Vũ là đi ban đêm thì hãy đem theo nhang. Với lại mình làm thử thách sinh tồn kiểu này nè, đi lỡ gặp chuyện gì đó thì mình có quần Vũ gách luôn. Có hộp quẹt nữa đây. Chắc có lẽ là đêm nay Vũ sẽ ở tới khuya. Rồi một chút nữa Vũ sẽ cập nhật tình hình giờ giấc cho cô chú anh chị xem ha. Bà về ăn cá phù hộ cho con đêm nay mình săn được nhiều cá. Hôm bữa Vũ cũng đốt nhang cúng giá như thế này nè, Vũ để ăn cá ở đây chưa gì hết trơn là Vũ quay lại Vũ thấy nguyên một cái làng ướt nhẹp vậy đó. Rồi mới phát hiện ra là con chó của Vũ nó lội sông nó đi theo Vũ rồi đời năm thình nào Vũ không biết, cái nó ăn hai con cá mất tiêu hết trơn luôn. Thẩm vừa cúng xong cái là sôi cá nhiều lắm.
mấy cái lá này Vũ đi ngang đây là Vũ bứt à. Vũ đi ngang đây là Vũ bứt cái mấy cái đọt lũng đỉnh nè. Với lại đi ngang là dọn, đi ngang là dọn. Cho nó chống ra. Cô chú anh chị thấy những cái nơi mà mình không quen biết á, thì mình đi ngang á, mình còn thấy ớn ớn. Như ở đây thì Vũ đi qua đây cũng được mấy hôm mấy lần rồi. Thì nói chung là mình cầu mình giái mình xin người ta thì người ta phù hộ mình thôi chứ không gì hết. Chỉ Vũ chỉ ngán con cái là ở trên kia những cái mã của em bé thì ngán thôi chứ. Còn như ở đây thì Vũ đi qua đây hoài. Vũ vừa phát hiện ra một con rắn. Ê! Hậu hành, hậu hành. Cô chú anh chị ơi, đây là loài rắn không có độc đâu. Vũ đi đêm thì ưa gặp nó nhiều lắm, mà chưa gặp con nào khủng lồ hết trơn, chỉ gặp mấy con nhỏ nhỏ thế này nè. Mày chạy đi đâu? Loài này thì nó rất là hiền, thịt nó ăn thì cũng rất là ngon luôn. Hầu như là khi mà Vũ đi đêm á, là đêm nào Vũ cũng bắt được từ 1 đến 2 con như thế này hết trơn. Mà mùa này nó không có mưa cho nên là rắn này nó cũng ra ăn ít á. Chứ mà mưa xuống là gặp mình đi soi á, đi soi rắn lục đuôi đỏ đâu á, bắt mấy con rắn lục này lục kia là về làm thuốc á, là ưa gặp mấy con này lắm nè. Nó rất là hiền luôn. Đấy, nó dài ghê và kinh khủng luôn. Rồi, một con bắt luôn nha. Ở đây có càng câu của Vũ nè, đi tới chưa kịp thăm nữa còn mồi luôn. Cấm bằng mồi trùng, mồi nhái, ui tùm lum. Bắt được mồi gì mình cấm mồi đó. Không có cá mà có rắn cũng được ha. Vũ vừa thấy con gì giống con rắn lắm. Thấy cái da nó chiếu chiếu. Giống hổ hành lắm. Nó lũi vô đống rác này rồi. Nó lũi hay lắm nha. Con đêm này nó ưa ra ăn nhái lắm. Không biết phải nó không nữa ta. Từ xa gọi thấy nó chiếu chiếu chiếu. Giống con hổ hành lắm kìa. Chắc không phải. Không phải rồi cô chú anh chị. Không phải. Có là mình bư bư gì nữa chạy rồi. Ê! Rõ ràng luôn cô chú anh chị ơi. Tại vì cô chú anh chị biết không, nó đang nằm yên nha. Đây nè, khi mà chú gọi bóng đèn gì đó, nó là cái ánh sáng từ xa nó chiếu chiếu vô. Thấy rõ ràng mà dạch nãy giờ không thấy. Cái bờ này có lá chuối, có gác, có gơm rồi nè. Thôi chú anh chị thấy không? Làm bộ giả nai nữa. Rắn dữ người ta. Đêm nay toàn là rắn không mà trời, coi kìa. Đó, nó lũi kìa, nó lũi kìa, thấy không? Nó lũi kìa. Nè. À. Giả nai hả mày? Con này nhỏ hơn con nãy. Ây vui. Đã dữ người ta. Cái này bữa nào chắc trời mưa chắc Vũ sẽ đi soi rắn ban đêm quá. Hổ hành con lứa 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 không à. Con này nhỏ hơn con nãy xa nha. Ban đêm mà đi mà soi rắn kiểu này. Ui trời 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 trời. Hai con. Bữa nay rắn ra dữ người ta. Đi cắm câu mà thành đi sâu rắn luôn. Này á tùm lum hết trơn luôn. Ta nói cô chú anh chị thấy
Ờ, gốc cây. Vậy mà Vũ nói con. Ê. Có cái con gì á. Đừng nói gắn nữa nghe. Ờ, gắn thiệt. Con gắn mối. Con gắn mối. Ờ, nó chạy cái sẹt đây. Vừa mới cúng xong đảo đi một vòng, cái cô chú anh chị thấy không, ông phù hộ liền, ông bà phù hộ liền phải không. Giờ Vũ sẽ đi về đi vòng vòng. Hồi nãy giờ thì cũng không có tiết mục gì, cũng không sôi được con rắn hay con gích gì nữa hết chứ. Để Vũ lại Vũ coi. Rồi, con cá mất tiêu nữa rồi cô chú anh chị ơi. Y như đợt hổm luôn. Khoan nha. Để Vũ coi có cái dấu con gì nó lội. Con chó Vũ rồi nó xích rồi đó. Bữa nay là chắc ăn 100% là con chó Vũ ở nhà Vũ xích lại rồi đó. Nó không có qua đây đâu. Dấu thì Vũ không thấy nha. Cái này chắc con mèo rồi. Con mèo rồi. Ủa, là con mèo hay là con chuột ta? Cô chú anh chị coi nè, cái dấu của ướt nhẹp à. Ôi trời. Ôi, chắc con chuột cống rồi. Con chuột cống nằm trong ngôi mộ này rồi. Cái hang khổng lồ, cái hang nè, nó tha ba cây nhang lại đây luôn. Nè, cái nhang Vũ cắm ở đây mà nó tha lại. Nó tha lại đó luôn. Hèn chi hôm bữa Vũ nói cây nhang cắm ngày hôm trước nha, ngày hôm sau Vũ lại mất tiêu nhang. Cắm ngày hôm trước, ngày hôm sau lại nó mất tiêu nhang à. Thì ra là mày. Cái hàng chuột cống chà bá luôn coi nè. Thọt cái tay vô được luôn. Chắc con chuột cống nó tha vô hang rồi cô chú anh chị ơi. Ôi, ở đây lỗ hang không nè, lỗ hang trên ngôi mộ. Bên đây cũng có lỗ nè. Cái này chuột cống rồi. Chắc ăn 100% chuột cống rồi. Này bà chớm bà sát như hôm bữa nó là té đá trong quần nữa. Cái này Vũ độ là chắc nó mới tha luôn á cô chú anh chị nè. Giấu nè. Còn ướt nhẹp ha. Nếu mà Vũ không thấy cái hang chuột này á là do chắc là do con nhái á, ủa do con mèo á. Chứ ở đây cũng không có con gì khác đâu. À, Vũ sẽ cắm ba cây nhang đây lại nha, coi nha. Tình hình để coi chút nữa nó có gà nó tha đi nữa không. Con chuột nè. Rồi thì có tiết mục gì mới thì Vũ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho cô chú anh chị xem. Vũ cắm cứng luôn nè. Để coi nó tha nổi không. Hôm bữa là nó tha hết mấy lần rồi đó. Cắm cứng cái nào nó không tha đi được hết. Quá mệt. Trời càng về khuya nha thì lại có những âm thanh rất là lạ luôn. Nói chung là Vũ không dám ngủ, mà khi mình ngủ á thì cô chú anh chị biết rồi, đêm khuya ngoài đồng này á, Vũ vừa chập mắt nhẹ cái thôi ngủ gục á, chứ không phải là mình ngủ nữa. Tại cái clip này á, là Vũ làm một cái thử thách để coi cái sự kiên trì kiên nhẫn của mình đến đâu. Thì vừa chập mắt thì có những cái hiện tượng như là kéo chân kéo tay đồ, nó lạ lắm. Thì Vũ nói ra chắc cô chú anh chị không tin. Hiện tại giờ này nè, 3 giờ sáng này, chắc Vũ sẽ bắt đầu mình đi cuốn câu về đây. Hôm nay cũng như thế là cũng đạt giới hạn của Vũ rồi đó. Thôi mời cô chú anh chị mình đi nha. Nói chuyện hết lên tiếng luôn. Buồn ngủ á, mà không dám ngủ luôn. Mà đi sôi khu rừng này thì không dám đi. Bịch quá trời bịch. Ồ, con gì nó lôi rồi. Mà chắc xảy luôn rồi đó. Chà, cắm càng câu bên đây mà nó lôi quạt qua bên đó luôn. Dữ thiệt. Rồi, cắn nhái banh chành luôn.
hình như rồi vô thấy dính này kìa. Đó đó đó, nó quằn dữ lắm rồi nha, ngay chân ngon mộ luôn. Đây ôi trời, chắc này cái cá nó cắn câu cập 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 rồi trời, nó ăn móng á, nó tháp á. Đó, không biết là cá bự hay không. Thật sự là làm được những clip như thế này nó rất là khó khăn. Thứ nhất là cần thời gian, nhiều mọi thứ lắm. Nếu cô chú anh chị thích chủ đề này, thích những chủ đề mà khám phá thử thách bản thân của mình, cần có thời gian thì đừng quên bấm like video này mạnh tay ủng hộ Dũng nha. Còn nếu mà lượt video này, lượt like, lượt thích nhiều ít quá trời thì chắc buộc Dũng sẽ làm những chủ đề khác rồi. Như ở đây cô chú anh chị thấy ớn không? Nó bị dướng này. Con này chắc dính bộ nó cũng khá là lâu rồi đó. Đó, đó, đó. Đuối dữ. Cũng được nha, cũng bự á. Mục đích hôm nay không phải là để cắm câu đâu, mà cắm câu chỉ đem câu theo cắm để mình đi thăm mà đỡ buồn thôi, chứ ngồi tại chỗ ở bên cạnh ngôi mộ Đắc Nẵng thì cũng chẳng có cái nội dung gì để cho cô chú anh chị xem. Mục đích đi cắm câu gì là để nội dung mình nó đa chiều, nó phong phú hơn thôi. Wow, quá đuối nha. Đây cực không dính nha. Ôi, gần sáng cái nước ở trong gọi thấy đáy luôn. Đen cừng nữa nè. Ôi, cừng này đi rồi sảy rồi. Biết sao mà Vũ biết sảy không? Nè, nó gị quật cái đọt câu xuống đây để lại cái đấm gông ở trên cái đọt câu. Con này không biết bự nhỏ mà gị cái đọt cắm xuống được là cũng dữ rồi. Má ơi, một con chim cú mèo. Một con chim cú mèo nó đậu trên tàu dừa. Hết hồn hết trơn trời. Wow. Ôi ôi. Chim heo hay cú mèo vậy? Ớn thiệt. Đó. Chim heo. Chim heo nó kêu. Chim heo. Nói chung á, ở đây cái chuyện đó không phải là, nếu mà Vũ nói ra thì chắc hẳn có nhiều cô chú anh chị nói Vũ rằng là này kia nữa, nhưng mà bắt buộc Vũ phải nói thôi. Nói ở đây để cho cô chú anh chị nào mà theo dõi quan tâm Vũ á, thì để người ta còn biết nữa. Thì đa phần những cái chuyện như là mình đi đồng, đi giường mà mình ngủ lại những cái nơi như được cho rằng là nó u ám á, thì chắc không ai dám ngủ đâu. Thì như đêm nay Vũ cũng cố thức, nhưng mà vừa chợp mắt xuống ha là lại vừa đang ngồi gì nè, chứ đi đâu có dám dang dỏng mui che đâu. Thì hôm bữa thì cũng có một lần rồi, thì chuyện đó có qua Vũ cũng muốn nhắc lại. Thì vừa đốt lửa vừa cầm cái cây giống như cây câu cầm thọt 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 chơi vậy nè, cái vừa chợp mắt ra tao nói Vũ nói đây mà Vũ còn ớn lạnh. Không biết có nên nói ra hay không. Thật sự mà nói là ớn lắm cô chú anh chị ơi.
mình đi như thế này ha, tuyệt đối một mình không nên ngủ. Mà trước khi ấy rồi cũng đã cúng kiến rồi, cô chú anh chị cũng đã thấy vừa chỉ là vừa nhắm mắt thôi, ta nói nguyên một cái mặt đỏ chạch dạ vào trong đầu Vũ ha. Cái giật mình thức dậy, Vũ không nói gì hết trơn, ngồi thêm một hồi nữa buồn ngủ, ngủ gục, làm thêm một chuyến nữa cái mặt xanh chành rồi, Vũ tóc Vũ chạy luôn. Nói ra cái nó ớn, mà những cái chuyện như thế á thì cô chú anh chị biết rồi, người nào mà không tin thì Vũ nói ra gì chắc chữ dữ lắm chữ. Không biết là lại đùa giỡn với Vũ hay là sao. Tất nhiên là hôm nay Vũ đi khám phá gì thì Vũ đã biết trước. Không mán được ta. Biết trước là những cái chuyện đó hay là chuyện này chuyện kia thế nào nó cũng xảy ra. Mình đã biết trước rồi đó nha. Đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Mà vẫn không được. Chắc bây giờ Vũ sẽ quay lại đằng ngôi mộ đất đó một cái nữa. Và mình sẽ chào tạm biệt và đi về luôn. Vũ không biết là trong khi Vũ đang chập mắt á, không biết phải là phần mộ ông bà ở đây không. Đùa giỡn Vũ không mà thấy ớn ốc quá. Ba cây nhang Vũ cắm lại vẫn còn y thinh nha. Nè. Không bị con chuột nó tha. Con cá thì con chuột nó tha mà đâu mất tiêu rồi. Cái con chuột này nó hay thiệt chứ, vừa cúng con cá là mất tiêu, vừa cúng con cá để xuống là mất tiêu. Hôm bữa với bữa nay cũng y chang nhau. Thì Vũ rất tiếc á là mình không thực hiện cái video này được cho đến sáng. Thì hiện tại giờ này cũng chắc khoảng được 4 giờ rồi đó, chắc tầm gì đó. Thì mục đích của Vũ là làm video này á để thử thách cái bản thân của mình. Thứ nhất, thứ hai nữa là coi mình ban đêm nay có ngủ gục không. Vũ đã chuẩn bị hết trơn rồi nhưng mà vẫn ngủ gục nha. Đem dầu cái chét vô mắt mình cho nó cay á, là mình không có buồn ngủ. Nhưng mà vừa chập mắt thì thấy những hiện tượng. Vũ không biết là mộ phần của ông bà trong đây có đùa giỡn với Vũ không thì Vũ không biết. Nhưng những cái điều đó thì Vũ vừa chập mắt Vũ thấy. Vũ thấy như vậy thì Vũ nói như vậy và chia sẻ lên cho cô chú anh chị nghe. Đấy, chắc hẳn là có nhiều người lại nói Vũ này kia lắm, nhiều lắm. Còn những cái chủ đề mà như là đi khám phá này kia vào ban đêm á, liên quan về tâm linh á, thì chắc hẳn là nhiều người không tin lắm. Tại vì người ta không tin là bắt buộc là người ta phải nói những cái từ khó nghe rồi. Còn cô chú anh chị là người tin tưởng về cái vấn đề mà huyền bí tâm linh thì nó lại khác. Như hôm nay thì chắc hẳn là Vũ sẽ kết thúc clip lại đây. Mặc dù là Vũ đã cố gắng lắm rồi. Thôi, hy vọng là cô chú anh chị sẽ thông cảm cho Vũ và bỏ qua ha. Nếu lần sau mà được sự yêu mến của cô chú anh chị ở video này á, và lượt like, chia sẻ cao á, thì Vũ sẽ làm thêm một chuyến khám phá sau nữa. Nhưng hình như là cái con chuột cống nó ăn, nó đi ăn nó về hay sao á. Mới ăn cá nướng đêm nay mà nó chạy ngay sẹt ra trời. Một mình á, tiếng động nhẹ thôi, gió thổi ngang cái hu nhẹ ngang thôi cũng làm mình run sợ. Hơn nữa Vũ đang đi khám phá như thế này, chắc nói hồi chắc tới sáng thiệt á. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha.